Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Siêu bão Camrei đã đổ bộ Đài Loan của Trung Quốc và đúng như những nhận định trước đó, cơn bão với kích thước khổng lồ này đã bao trùm toàn bộ Đài Loan. Đài Loan của Trung Quốc đã tạm đóng cửa các trường học, công sở và dịch vụ vận chuyển vào ngày 31 tháng 10 để chống bão Camrei. Đây được cho là cơn bão lớn nhất từng đổ bộ Đài Loan trong gần 30 năm. Siêu bão Camrei đổ bộ gần thành phố Đài Đông ở Đài Loan vào khoảng 13 giờ 40 phút chiều ngày 31 tháng 10. Theo giờ địa phương là 12 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam. Theo cơ quan thời tiết trung ương CWA ở Đài Loan, khi đổ bộ, bão Camrei có sức gió mạnh nhất 184 km/h gần tâm bão, tương đương cấp 16 theo thang đo của nước ta là cấp siêu bão. Với mắt to và kích thước lớn, siêu bão Camrei trải rộng bao trùm toàn bộ Đài Loan. Theo trang Al Jazeera, ghi nhận ban đầu là có một người thiệt mạng và 73 người bị thương ở Đài Loan do bão Camrei. Trong khi bão Camrei đang càn quét qua Đài Loan, một đoạn video được đăng trên mạng xã hội và được chia sẻ nhanh chóng, cho thấy một cột gió và mưa rất lớn ở huyện Hoa Liên. Ban đầu, chi nhánh của CWA ở Hoa Liên nói họ rất khó nhận định dựa trên đoạn video ngắn như vậy. Họ chỉ thấy mây thấp bị gió thổi đi rất nhanh ở gần mặt đất. Tuy nhiên, trong thông báo tiếp theo, văn phòng này cho biết, Trung tâm dự báo thời tiết của CWA đã xem đoạn video và thấy chuyển động xoáy tương tự lốc xoáy. Do đó, CWA không loại trừ khả năng đã có lốc xoáy giữa bão Camrei, dù họ chưa xác nhận được hoàn toàn. Mùa bão ở Đài Loan thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, và bão Camrei là cơn bão đổ bộ nơi này ở thời điểm muộn hơn so với bất kỳ cơn bão nào khác, tính từ năm 1967. Dự báo bão Camrei sẽ đi qua Đài Loan về phía eo biển Đài Loan rồi vòng ngược lên phía Nhật Bản, sẽ không đi vào Biển Đông. Bão Camrei đổ bộ Đài Loan Trung Quốc chiều 31 tháng 10. Các nhà dự báo bão cho hay đây là cơn bão kỳ dị và độc nhất vô nhị. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ cho hay bão Camrei có sức gió lên tới 200 km/h, tương đương với bão cấp 3 ở Đại Tây Dương khi đổ bộ Đài Loan Trung Quốc vào chiều 31 tháng 10. Nhà dự báo thời tiết Trang Chuyên Giao của Cơ quan Thời tiết Đài Loan Trung Quốc CWA cho hay bán kính gió cực đại của bão Camrei đo được là 320 km vào tối ngày 30 tháng 10. Có nghĩa Camrei là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc kể từ bão Hope năm 1996. Bão Camrei thần tốc tăng cấp thành siêu bão từ 30 tháng 10 khi đang di chuyển từ Philippines về phía Đài Loan Trung Quốc. Dù cơn bão Camrei đã suy yếu nhẹ trước khi đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan Trung Quốc, nhưng đang gây mưa lớn, lũ quét, nước dâng do bão và nguy cơ sạt lở đất. Trong những ngày qua, các vùng phía bắc của đảo Luzon, Philippines đã bị các dải bên ngoài của bão Camrei có tên địa phương là Leon tấn công trong bối cảnh nước này vừa bị bão Chami có tên địa phương là Christine tàn phá trước đó một tuần. Theo tin bão mới nhất của Bloomberg, khi bão Camrei đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang chuẩn bị cho đợt mưa lớn nhất trong tháng 11 kể từ năm 1981, khi cơn bão lớn này hướng về phía Trung Quốc đại lục. Camrei là một cơn bão lớn với sức gió mạnh đến cấp bão cuồng phong lan rộng tới 660 km tính từ tâm bão. Điều này khiến bão Camrei có quy mô lớn hơn siêu bão Helena tấn công Florida của Mỹ vào tháng 9, gây ngập lụt các thành phố và thị trấn xa bờ biển. Cơn bão gần nhất có sức mạnh tương tự tấn công trực tiếp và di chuyển qua Đài Loan Trung Quốc vào thời điểm muộn như vậy trong mùa bão là Kira vào tháng 11 năm 1967. Vào năm 2007, bão Krosa cũng có cường độ tương tự đã quét qua phần đông bắc của hòn đảo trước khi di chuyển về phía Trung Quốc đại lục. Theo dự báo bão của Đài quan sát Hồng Kông Trung Quốc, bão Camrei có thể tiến về phía tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc trong quá trình đi vào biển Hoa Đông. Một số khu vực của Thượng Hải có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 280 mm trong đêm 31 tháng 10 đến sáng ngày 1 tháng 11. Có khả năng trở thành trận mưa lớn nhất của thành phố vào tháng 11 trong vòng 4 thập kỷ. Camrei là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Đài Loan của Trung Quốc trong năm nay sau bão Creton và Kemi. Siêu bão Camrei đã đổ bộ Đài Loan Trung Quốc chiều ngày 31 tháng 10. Các nhà dự báo bão cho hay đây là cơn bão kỳ dị, độc nhất vô nhị với tốc độ gió tối đa lên tới 184 km/h, gây ra những con sóng cao tới 10 mét và buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán. Ít nhất một người thiệt mạng, 73 người bị thương trong các điều kiện thời tiết cực đoan do bão gây ra. Cơ quan khí tượng cho biết bão Camrei tấn công bờ biển phía đông tại thị trấn Cheongjong thuộc huyện Taichung lúc 13 giờ 40 phút theo giờ địa phương, tức 14 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam. 8.600 người ở các quận và thành phố dễ bị tổn thương, bao gồm Yilan, Hualien và Taichung ở Đài Loan, Trung Quốc đã được sơ tán.
Theo cơ quan cứu hỏa, người thiệt mạng là một phụ nữ 56 tuổi do cây đổ đè lên xe tại huyện Nantou. Hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, trong khi tất cả các dịch vụ tàu, phà đều bị đình chỉ. Các cơ quan công sở và trường học trên khắp Đài Loan, Trung Quốc đã đóng cửa để tránh bão. Đường phố thủ phủ Đài Bắc vắng tanh khi những cơn mưa lớn và gió dữ dội tấn công. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được dự báo nằm dọc theo bờ biển phía đông, với lượng mưa có thể lên tới 1.000mm trong ngày 1 tháng 11 và có cảnh báo lở đất. Gần 35.000 binh sĩ đã sẵn sàng để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Nhà lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te kêu gọi người dân nên tránh xa khu vực bờ biển trong thời gian bão quét qua. Nhà dự báo thời tiết Chang Chun-yao của Cơ quan Thời tiết Đài Loan Trung Quốc cho hay, bán kính gió cực đại của bão Kongrei đo được là 320 km vào tối ngày 30 tháng 10, có nghĩa Kongrei là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc kể từ bão Hef năm 1996. Bão Kongrei thần tốc tăng cấp thành siêu bão từ ngày 30 tháng 10 khi đang di chuyển từ Philippines về phía Đài Loan Trung Quốc. Dù cơn bão Kongrei đã suy yếu nhẹ trước khi đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan Trung Quốc, nhưng đang gây mưa lớn, lũ quét, nước dâng gió bão và nguy cơ sạt lở đất. Theo tin bão mới nhất của Bloomberg, khi bão Kongrei đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang chuẩn bị cho đợt mưa lớn nhất trong tháng 11 kể từ năm 1981 khi cơn bão lớn này hướng về phía Trung Quốc đại lục. Theo cơ quan thời tiết Philippines, bão Kongrei là một cơn bão lớn với sức gió mạnh đến cấp bão cuồng phong, lan rộng tới 660 km tính từ tâm bão. Theo dự báo bão của Đài quan sát Hồng Kông, Trung Quốc, bão Kongrei có thể tiến về phía tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc trong quá trình đi vào biển Hoa Đông. Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, một số khu vực của Thượng Hải có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 280mm trong đêm ngày 31 tháng 10 đến sáng ngày 1 tháng 10, có khả năng trở thành trận mưa lớn nhất của thành phố vào tháng 11 trong vòng 4 thập kỷ. Bão Kongrei là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc trong năm nay sau bão Krathong và Gemi. Trên mạng xã hội, người dân Đài Loan Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc cơn bão mạnh như Kongrei lại xảy ra muộn như vậy trong năm. Bão xảy ra quanh năm nhưng hầu hết các cơn bão ở Tây Thái Bình Dương hình thành từ tháng 5 đến tháng 10. Siêu bão Kongrei đổ bộ miền đông Đài Loan Trung Quốc với mắt bão lớn. Các nhà dự báo bão JTWC cho biết, khi tiến gần đến bờ biển, diễn biến bão Kongrei có thể thất thường với những thay đổi về tốc độ và hướng đi. Người săn bão giàu kinh nghiệm James Reynolds chia sẻ trước khi bão đổ bộ Đài Loan Trung Quốc, bão Kongrei là cơn bão kỳ dị ở góc độ khí hậu, đường đi của bão hướng đến Đài Loan Trung Quốc và cường độ đổ bộ tiềm tàng khiến đây là cơn bão độc nhất vô nhị trong một thế hệ, nếu không muốn nói là nhiều thế hệ. Ngày 31 tháng 10, siêu bão Kongrei đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc với tốc độ gió tối đa lên tới 184 km/h, gây ra những con sóng cao tới 10 mét và buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán. Cơ quan khí tượng cho biết bão Kongrei tấn công bờ biển phía đông tại thị trấn Trình Cống thuộc huyện Đài Đông lúc 13:40 theo giờ Đài Loan, tức 14:40 theo giờ Việt Nam. 8.600 người ở các quận và thành phố dễ tổn thương, bao gồm Nghi Lan, Hoa Liên và Đài Đông, đã được sơ tán. Theo cơ quan cứu hỏa, người thiệt mạng là một phụ nữ 56 tuổi do cây cổ đè lên xe tại huyện Nam Đầu. Hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế phải hủy, trong khi tất cả các dịch vụ tàu phà đều đình chỉ. Các cơ quan công sở và trường học trên khắp Đài Loan Trung Quốc đóng cửa để tránh bão. Đường phố thủ phủ Đài Bắc Trung Quốc vắng tanh khi những cơn mưa lớn và gió dữ dội tấn công. Kongrei là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 2024, mạnh tương đương với bão Gemi, cơn bão mạnh nhất vào Đài Loan Trung Quốc trong 8 năm qua. Tuy nhiên, với bán kính 320 km, bão Kongrei trở thành trận bão lớn nhất trong gần 3 thập niên. Cơ quan khí tượng cảnh báo tác động của bão Kongrei đối với toàn bộ Đài Loan Trung Quốc sẽ khá nghiêm trọng. Bão Kongrei đang di chuyển với tốc độ khá nhanh 21 km mỗi giờ, tuy nhiên được dự báo sẽ suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền, di chuyển qua các ngọn núi chạy dọc theo trung tâm hòn đảo trước khi ra eo biển Đài Loan Trung Quốc vào tối ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, cơ quan thời tiết cảnh báo ảnh hưởng của bão sẽ kéo dài đến sáng ngày 1 tháng 11. Các khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất được dự báo nằm dọc theo bờ biển phía đông với lượng mưa có thể lên tới hơn 1.000mm trong ngày 1 tháng 11 và có cảnh báo lở đất. Gần 35.000 binh sĩ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Nhà lãnh đạo Đài Loan Trung Quốc Lại Thanh Đức kêu gọi người dân nên tránh xa khu vực bờ biển trong thời gian bão quét qua. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ của các cơn bão, dẫn đến mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh hơn.
Tính đến hiện tại, hầu hết các mô hình dự báo bão hiện nay đều cho thấy siêu bão Kongrei sau khi đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc sẽ áp sát Trung Quốc đại lục. Điều đáng chú ý, bão có thể đổi hướng ra biển Hoa Đông và gây ảnh hưởng tới khu vực phía nam của Nhật Bản. Theo NYT, một cơn bão có cường độ mạnh như Kongrei xuất hiện vào thời điểm này trong năm ở khu vực là tương đối hiếm thấy. Nguyên nhân một phần do vùng nước ấm tạo điều kiện để bão hình thành. Gió lạnh từ phương Bắc năm nay đến muộn hơn cũng tạo điều kiện để Kongrei đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc. Bên cạnh đó, Newsweek, một chuyên gia về bão, đã thốt lên kinh hãi về quy mô của mắt siêu bão Kongrei khi cơn bão này trên đường tiến sát vào Đài Loan, Trung Quốc. Bình luận về kích thước của mắt bão Kongrei, nhà khí tượng học Noah Berggren của đài truyền hình WOF ở Orlando, Florida, Mỹ đã lưu ý rằng siêu bão Kongrei dễ dàng có một trong những mắt bão lớn nhất với một hệ thống nhiệt đới lớn từng quan sát trên trái đất. Nó cực kỳ khổng lồ. Nhà khí tượng học cao cấp của AccuWeather Alan Ripert cho biết, việc có mắt bão lớn không đồng nghĩa với sức mạnh của một cơn bão. Mắt bão lớn có nghĩa là gió thổi ra xa tâm bão hơn so với khi mắt bão nhỏ hơn. Ông thông tin thêm rằng, một cơn bão mạnh tồn tại lâu hơn thường có mắt bão rộng hơn so với một cơn bão mới hình thành. Theo tin báo áp thấp mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơ quan này đang theo dõi 4 vùng áp thấp ở lưu vực Đại Tây Dương, gồm một áp thấp ở Đông Đại Tây Dương, Trung tâm Đại Tây Dương, phía Đông biển Caribe và phía Tây Nam biển Caribe. Bản đồ dự báo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ hiện không có áp thấp nhiệt đới nào ở Đại Tây Dương và dự báo cũng không có bão hoặc áp thấp nào trong 7 ngày tới. Tuy nhiên, tình hình thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng và người dân, đặc biệt là ở khu vực Florida, Mỹ, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão trong mùa bão năm 2024, nên theo dõi chặt các bản tin cập nhật. Theo AccuWeather, có khả năng cao sẽ có áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, khi các nhà dự báo bão đang tập trung theo dõi khu vực phía Tây và trung tâm của biển Caribe. Cơn bão có tên tiếp theo của mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 sẽ là Patty. Trước đó, ba cơn bão gần nhất của mùa bão năm nay là Oscar, Nadine và siêu bão Milton. Trong đó, tàn dư của bão Nadine sau khi chuyển sang Thái Bình Dương đã mạnh lên thành siêu bão cấp 5 Kriti, có thời điểm là cơn bão mạnh nhất hành tinh đang hoạt động trong tuần này. Chuyên gia về bão Alex Da Silva của AccuWeather cho biết, khi chuyển sang mùa bão muộn hơn, sự phát triển của bão nhiệt đới thường gần đất liền hơn. Những khu vực đáng lo ngại thường tập trung ở vùng Caribe, vịnh Mexico và ngoài khơi bờ biển Đông Nam của Mỹ. Mùa bão Đại Tây Dương kết thúc vào ngày 30 tháng 11, mặc dù các cơn bão có thể và đã từng hình thành sau khi mùa bão kết thúc. Bão cũng có thể hình thành từ trước khi mùa bão bắt đầu ngày 1 tháng 6. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather đang tập trung vào phía Tây và trung tâm biển Caribe, nơi dự kiến sẽ hình thành cơn bão tiếp theo. Khả năng cao là một áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành ở vùng biển này vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Bernard Zeno, trưởng phòng khí tượng học của AccuWeather cảnh báo, dự kiến có mưa rào và dông bão ở khu vực này vào đầu tuần tới, nếu có gió đứt thấp sẽ có một áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành. Nhà khí tượng học cấp cao Alex Sosnowski của AccuWeather chỉ ra, những cơn bão nhiệt đới hình thành ở khu vực này vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 có xu hướng di chuyển vào Trung Mỹ hoặc có thể là về phía Bắc Đông Bắc hướng tới Cuba, Hispaniola và Bahamas. Tuy nhiên, đường đi của bão nhằm vào Florida hoặc vùng đất liền phía Đông Nam Mỹ cũng có thể xảy ra vào thời điểm này của mùa bão. Mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 vẫn còn hơn một tháng nữa, và cơn bão tiếp theo trong danh sách tên cho mùa bão này là Patty. Theo dự báo bão cập nhật của AccuWeather, nếu hệ thống ở Caribe trở thành bão Patty, có khả năng hình thành trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Alex Da Silva, chuyên gia dự báo bão hàng đầu của AccuWeather cho biết, cơn bão mới nhất trong mùa bão Đại Tây Dương không có khả năng tác động đến các tiểu bang phía Tây Alabama, nhưng các điều kiện khí quyển có thể thuận lợi cho đường đi của cơn bão tới Florida, Mỹ.
nếu bão Patty hướng về Florida, Mỹ, đây sẽ là cơn bão mới nhất tấn công tiểu bang từng trải qua hai cơn bão lớn liên tiếp là Helene vào cuối tháng 9 và siêu bão Milton vào đầu tháng 10. Chuyên gia dự báo bão Da Silva cảnh báo điều kiện thời tiết đang cực kỳ thuận lợi cho sự phát triển của cơn bão mới. Ngày 31 tháng 10, chính quyền Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo bão mới đối với một khu vực của vùng Valencia ở miền đông sau khi lũ lụt tàn phá vùng này khiến ít nhất 95 người thiệt mạng. Bộ trưởng chính sách lãnh thổ Andrew Victor Torres cho biết số người thiệt mạng có thể tăng lên vì hiện còn nhiều người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Mưa to và gió lớn đã tấn công Tây Ban Nha kể từ đầu tuần. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy lượng mưa trong ngày 29 tháng 10, tương đương mưa trong vòng một tháng, đã đổ xuống khắp miền Nam và miền Đông Tây Ban Nha, bao gồm khu vực Valencia và Andalusia, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều đường phố, cuốn trôi ô tô, khiến nhiều đường xá bị phá hủy. Đây là trận mưa lũ tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 1996. Ngày 30 tháng 10, Tây Ban Nha đã thông báo quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm gần 100 nạn nhân thiệt mạng sau trận lũ quét nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua. Nhà vua Tây Ban Nha Philip VI đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khẳng định chính phủ nước này sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Ông Pedro Sánchez kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác khi tình huống khẩn cấp vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Sánchez cũng đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp, trong đó khẳng định ưu tiên tuyệt đối là hỗ trợ người dân. Thủ tướng Sánchez nói, toàn thể Tây Ban Nha đang khóc, ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là giúp đỡ các bạn. Các cơ quan hành chính công đang làm việc, chúng tôi đang làm việc theo cách phối hợp để biến điều này thành hiện thực và chúng tôi sẽ cung cấp mọi phương tiện cần thiết hôm nay và ngày mai và trong thời gian cần thiết để chúng ta có thể phục hồi sau thảm kịch này. Chúng tôi sẽ không để các bạn đơn độc. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha. Phát biểu với báo giới, bà von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus để giúp điều phối các đội cứu hộ, cũng như đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói Những gì chúng ta đang chứng kiến thật là tàn khốc, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ. Các đội cứu hộ đang làm việc không biết mệt mỏi để đưa càng nhiều người đến nơi an toàn càng tốt. Và châu Âu sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus để giúp điều phối các đội cứu hộ. Và chúng tôi đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để hỗ trợ Tây Ban Nha. Trước đó, nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha đối phó với hậu quả của mưa lũ. Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã bày tỏ tình đoàn kết với toàn thể người dân Tây Ban Nha. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của các nạn nhân, đồng thời đề nghị giúp đỡ Tây Ban Nha đối phó với mưa lũ. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!